Xin mời quý vị và các bạn cùng với chương trình của kênh Cây cảnh một cuộc sống ghé thăm vườn cây của hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long. Sản phẩm thì liên tục mới và cách bày trí của hợp tác xã thì luôn luôn thay đổi mới, đem lại cho quý vị và các bạn đến xem những cái làn gió mới mát mẻ, và đặc biệt giá của nó thì cũng rất là dễ chịu. Thì các bác các anh em sẽ gặp gỡ với anh Trần Hiệp. Anh Hiệp sẽ chia sẻ một số cây để các bác các anh em tham khảo nhé. Giới thiệu với bà con, đây là một cây sam trái. Cây này thì có cái hoành chỗ này là 10 sen này, chiều cao là 40 này, tàn 40 này, quả này bác Khôn quay vào đây này. Cây nào về báo anh em là 3 triệu. 3 triệu một cây sam trái rất là đẹp các bác nhé. Các bác biết là cái dòng sam nó cực kỳ chậm lớn luôn. Cây sam trái mà to thì cực kỳ hiếm. Này. Tiếp theo là một cây tùng. Tùng đây, tùng cối. Trồng cái chậu Đồng Nai rất đẹp này. Cây này thì báo với anh em là hoành là 12 sen. Cao 50, tàn 6 năm. Giá anh em báo 4 triệu. 4 triệu cây tùng cối này nhá. Thông. Đây một cái thông này, cái thông này báo với anh em là 1,2 triệu này. 1,2 triệu tiểu cảnh thông này các bác nhá. Hoành 9 nhé. Cao 55 này, tàn 48 này. Xem tiếp một cây xanh 1,5 triệu đồng này. Hoành là 17 này, cao 28 này, tàn 38 này. 1,5 triệu đồng anh em nhé. Cây linh sam. Cây này hoành đo chỗ cổ này này là 42 sen. Chiều cao là 64, tàn bay là 70. Giá báo anh em là 6 triệu. 6 triệu một cây linh sam kích thước cũng khá lớn nhé các bác nhé. Chân đế cái này thì đẹp này. Đang ra rất là nhiều hoa này. Có quả cũng rất là nhiều các bác nhé. Xem cái chùm quả của nó này. Nhìn rất là đã. Tán năm tán tự nhiên rồi nhá. Xem tiếp một tác phẩm me. Cái trồng... me này thì chỗ hoành đo chỗ này được 17 sen. Cao là 22 này. Tán bay là 55 này. Giá là 2,5 triệu đồng này. Cái này cũng rất là dị nhé, đường chuyển của thân đẹp này. Nhìn chỗ này đẹp này quá nhé. Cây bông trang này báo với anh em là cây này báo 1,2 triệu đồng này. Triệu 2 cái này các bác nhá. Cây bông trang đỏ này. Hoa nụ nhiều này. Sung này. Cái sung này báo với anh em là 700k này. 700.000 cái này. Hoành là 20 này, cao 46 này. Tán rộng 50 này. Bác xem chỗ khác của nó nhé. Dễ đẹp nhé. Tiếp tục một cây tùng cối này. Cây tùng cối thì có cái hoành đo chỗ này là 18 cm anh em nhé. Cao 74, tàn 1m1. Giá cái này đang báo với anh em là 8 triệu. 8 triệu cây tùng cối này. Tán cũng tự nhiên nhé. Đủ bóng rồi nhé. Chính giữa thì tôi xã có trưng bày hai cây sung. Hai sản phẩm này cũng rất là đặc biệt các bác xem nhé. Các bác xem từ xa cả hai sản phẩm sung này. Cây cực kỳ già. Bây giờ xem chi tiết nhé. Hoành đo chỗ này 63 cm. Cao là 80. Tàn rộng là 76. Giá báo anh em là 4 triệu. Cây cực kỳ già. Chân đế đẹp các bác nhé. Cây quá già luôn các bác xem này. Và nó cũng có cái độ côn các bác xem nhé. Từ gốc lên ngọn này. Cây cũng làm côn nhé. Quả nhìn thì quá mê luôn. Cái giá cực kỳ hợp lý nhé. Bác xem tiếp một cây sung thứ hai này. Cây này cũng cực kỳ già. Vẫn 4 triệu mà một đôi là 8 triệu. Về độ già này, kích thước này và kiểu dáng của hai cây này thì nó cũng tương tự nhau các bác nhá. Giá thì cũng là giá 4 triệu. Chân đế được này.
tay cành là lực cân đối với thân, và cái sướng ở cây sung này là rất là nhiều quả. Các bác nào mà hay uống rượu ốc thì mang cây sung này về nha. Cây rất là khỏe cây. Đơn cổ. Hoành là 43. Cao nó cao 50, tàn 50, giá báo anh em 5,5 triệu. 50 triệu rưỡi một cây mẫu đơn rất là già. Lồn. Tổng dáng đẹp này. Mai châu thủy cây này báo anh em là 500. 500 nghìn một cây mai châu thủy. Cũng là một cái giá rất là hợp lý. Cái này cái bệ của nó cũng được đấy. Xanh. Cây xanh 4 triệu. Củ rất đẹp. 4 triệu. Cái này nu đẹp nhá. Già cái nu đẹp nhé. Cây này 500 này, mã số 2 này. Trần đấy đẹp rồi, xem nha, so sánh với bàn tay này xem kích thước của nó nha. Đó, kích thước tương đối lớn. Cây số 3 nhá, đáng siêu. 500. Cũng là 500 nghìn. Cây số 4 này, 400 này. Cây số 4, 400. Cây xanh ôm đá này, báo anh em 1,5 triệu đồng. 1,5 triệu rưỡi cây xanh ôm đá nhá. Giá nó mọc siêu rất là đẹp. Cái này bán rồi các bác nhá. Xanh đẹp. Bác xem tiếp một cây xanh này. Cây này giới thiệu anh em đây là cây này là mã số 10 này. Hoành đo chỗ này là 30 này. Mã số 10 này giá là 3 triệu này. Thanh Nam Điền. Bác xem cái chất lá của nó nhá. Chất lá nhá. Gốc rễ hầm hố đẹp này. Xem tiếp một cây xanh nữa này. Cây xanh Nam Điền mã số 13. Mã số 13 anh em nhé. Hoành đo chỗ này được 20 cm này, đo chỗ cổ này này. Giá cây này báo anh em cũng là 3 triệu này. 3 triệu cây xanh này các bác nhé. Cây này là cây nền Ninh Sam hạt gạo này. Hoành 24 này, cao 19 này, tàn 36 này, giá 2 triệu đồng này. Cây lùn lực rất đẹp các bác nhé. Có chân đế này. Xem cái cây si. Có nhìn từ xa này. Si dáng cao. Được ký ở trên một cái hòn đá cũng rất là đẹp. Và cái chậu nó cũng rất là đặc biệt các bác nhé. Nhìn rất là đặc biệt. Cái si này báo anh em là 2 triệu nhé. 2 triệu tổng hoành của nó. Cả cúp là 24. À tổng hoành là 24 nhé. Cao 55. Mai chú thủy. Cây này mã số 5 báo anh em là 500k. Trần Hiệp anh số từng cái. Mã số 5. Ok. 500k. Có chân đế nhé. Chân đế chạy kín mắt chậu này. Mã số 6 ơi, 500k. Cây đẹp đấy nhỉ. Yeah. Cây túc. Có chân đế này. Cây túc của chỗ đồng này đẹp à? Túc này, à, cái này có bộ rễ. Rất là đẹp. Cây túc này báo với anh em là 1 triệu rưỡi. Triệu rưỡi cây túc này có nhá. Linh Sam, cái này lớn lực. Thân rất là lực các bác nhá. So sánh với bàn tay này. Hoành là 25, cao 20, tàn 30, giá 1 triệu. Triệu một cây linh sam rất là đẹp. Chân đế rất là khỏe các bác nhé. Trải gần kín mặt chậu này. Quay kỹ hay chiều các bác xem này. Tổng kim cương cây này báo với anh em là 1 triệu rưỡi. Quý vị và các bạn vừa xem cây và tham khảo giá cây tại vườn cây của hợp tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.